Rút nguyên bộ, nguyên cả cụm. Mở sàn ra anh. Hello anh em nhá. Rồi chào anh em, hôm nay thứ hai. Đây thế này. Nè. Anh ăn đây em nhờ chút này. Này. Không, thợ thầy này, đủ nó làm ăn lấy tiền trời ơi này. Đủ cái này mà đây nó đụng vào đây thì khác gì ăn. Bữa anh vào trong hết làm à? Bao nhiêu tiếng đồng hồ nó để anh để xe lại. Anh chụp hình lại hết đi. Anh chụp hình lại hết. Mai sau này anh có lên hát, anh bảo dưỡng, anh bảo anh em thợ trong này gọi hẳn một cái thằng quản lý trong hết ấy. Nói chung là làm về hậu điện là phải làm cho đồng hòa. Ok, chụp đi anh. Đưa nhỏ chụp cho. Rồi đây nữa, anh về nhà anh chỉ tỉ mỉ cho em. Còn nếu ai nói gì, cứ bảo lên gặp em. Ok chưa? Bất kỳ ai nói gì, thợ gì ở đây ai nói gì bảo em thế nọ thế kia, anh có bảo lên đó nó nói cho nghe. Tội chứ mà đây, đặc biệt là anh em mình là con trai, đặc biệt mà chị nhà hoặc là con cái đồ, nó đi trời nắng hiện tại nhiệt độ 39 40 độ C này, con xe cứ dắt bộ ngoài đường khùng khùng điên điên luôn. Ông cũng vừa ra đúng không? Khóa sờ mất kia nữa, bữa nào có nhu cầu xuống khóa chìa nữa lên em bao cho anh cả ổ khóa, không mất ngàn bạc nào. Anh cứ ngồi ghế, em mua nước mời ăn uống, không phải trả tiền cái gì hết. Xuống cho anh bộ ổ khóa, làm cho anh con IC rồi, đoàn hoàng luôn. Chứ thợ mà ai không biết là thợ trong hết hay bất kỳ một anh em thợ nào, tất cả chúng ta làm cái gì cũng vậy, nó phải là ok. Ở đây là hôm nay mình live stream cho anh em trên con xe Vision khóa Smoky. Đấy, vị khách này thì đi ở trạng thái trời nhiệt độ ở đây khá là nắng, rất bộ. Xe này do chuột nó cắn, hiện tại không mở được núm khóa nha anh em. Mà một cái thứ nhất là anh em băng bó lại, mà anh em để dây điện như này là không được rồi này. Đó, thấy chưa? Đó, cái sai của anh em này. Anh em thấy như vậy á, thì anh em phải mở ra, chúng ta quấn băng keo lại. Bởi vì cái này sẽ là xích tốp, nó cạ vào khung sườn. Và đây nữa này, anh em nối dây lại cho người ta này. Anh em mổ cái băng keo này ra này. Anh em quấn sợi dây lại này. Đấy, cái lỗi là những anh em thợ này đó. Bây giờ đây sợi dây đứt anh em nối lại, nhưng anh em không quấn cái bọc nhựa này lại thì nó sẽ cạ vô cái ghi đông. Và tiếp tục cái dây ở bên dưới này này, thấy nó hở ruột ra này. Đó, nó sẽ cạ vào đây ngay. Thì con xe cầu chỉ đi chập chờn và đồng thời nó sẽ đốt cháy liên tục. Nếu một anh em thợ nào can thiệp bằng cái cầu chỉ quá nhiều đầu thì đương nhiên nó sẽ bị toang hết. Ồ, anh trai cái này, anh trai này, phải làm lại hết. Trời, dưới này, nhìn này, nó hở đồng hết này. Thấy chưa, anh thấy em kỹ không? Nè, ồ, nó cắn nó hở hết vào đây này. Còn cái này này, nó bằng 12V, tí em sẽ test cho anh. À, cái này anh bóp xích tốp mà, đương nhiên nó phải là có lửa chứ, nó cạo vào đây này. Đó, nó toang hết cái dàn xe của anh hết. Đó, đó là những cái lỗi của anh em. Còn tất cả chúng ta làm phải lấy tiền thôi. Nhưng làm nó phải ok, đúng không? Lấy băng keo quấn lại, hàn chì, hàn đồ dô thì mới gọi là bảo dưỡng con xe, có là một người thợ chuyên môn. Đây làm để nối dây, để lấy tiền không thì chuyện bình thường quá. Đúng rồi, cái này nối dây nè, tầm cỡ nối dây như thế này phải cho đi học việc lại hết. Tầm cỡ như thế này, nối dây như thế này, quấn băng keo này cho xuống tiếp tục rửa xe và bơm hơi vào lốp. Đó, quấn một cái sợi băng keo nhìn nó ghê thật. Để quấn nhìn hình như nó có quấn ấy. Cũng ok. Rồi không chập vô khung, vô sườn. Tạm. Còn nếu mà một người thợ mà để chuyên môn, mà để quấn băng keo này, được đào tạo bài bản, mẹ quấn băng keo này cho xuống học việc, xuống ăn xong bơm hơi tiếp, rửa xe tiếp. Trời nắng không ăn cơm, chưa ăn cơm luôn, lại phục vụ ăn chay. Quá nhiệt tình, nồi niêu xong chảo đủ các kiểu. Ăn đi vào đây là đúng chỗ rồi đấy.
Anh mang con xe vào trong này là anh gửi niềm tin là đúng chỗ. Nên lấy đồng tiền nó xứng đáng ở chỗ này. Đi vào cái cửa hàng này đi đi lấy đồng tiền 50. Đi vào cửa hàng kia người ta lấy 80 là nó quá xứng đáng đi, bởi vì cái công người ta làm quá nhiều. Chứ không thể nào chê đắt chê rẻ được. Thì thợ có rất nhiều ở trạng thái thợ, ai cũng là thợ hết. Cầm cà lê, ốc vít, mổ lết, cái quan trọng là chúng ta làm nó tầm nó có tới không. Xe ăn chay về nhà chịu khó để cái chỗ nào nó thoáng thoáng ấy, để lên cái chỗ mà cái nếu mà có cái phòng khách thì ok. Bỏ chứ phòng khách à, nhà có lúa gạo nhiều không? Lúa đủ ăn thôi hả? Dạ, lúa mà không đủ ăn là chuột ăn hết. Ok anh trai. Rồi thì ở đây nó mới làm cho ăn mà nó làm chưa tới. Nó quấn này thì nó xảy ra hiện tượng thôi, có gì đâu. Nó sẽ chập và em sẽ khắc phục lại cái lỗi này. Hết chuột rồi đúng không? Ủa dây điện ổ khóa làm như này cũng là không thấy ổn được tí nào hết. Trời ơi. Chắc cái cửa hàng ấy hết băng keo, trong hết chắc hết băng keo. Nó lẳng quạng mẹ hư cái hộp này tốn tiền của anh nữa nha. Tí nữa hy vọng là cái hộp này nó không hư này. Hộp này hư triệu mấy nữa. Đây nè, tí sợ cái hộp này nó không mở núm khóa nữa này chứ. Rồi, tiếp tục, anh thấy kem ký không? Đủ, em cởi hết quần áo nó ra luôn, em sẽ băng bó lại cho anh hết. Kìa, người đẹp gặp kìa. Đó, người đẹp. À. Rồi đưa anh lại cái dây xích tốp anh coi nào. Mạng đây. Đây. Đây anh thấy không? Đồ anh thấy nối như này thì em thua rồi. Về. Đủ mà thợ bỏ xích tốp luôn, thợ trong hết bỏ xích tốp luôn à. À nó dài quá không hàn được đúng không? Đồ nó quấn cho băng keo tràn luôn. Hết cắt. Rồi, đồ xe anh không được xài xích tốp. Đồ bắp thắng hả? Bắp thắng đằng sau thòng tới là nó múc ăn luôn đúng không? Cái đuôi này là... Nó bảo thay mới hả? À, thay mới mà tiền nhiều quá đúng không? Đúng không? Cuối năm mới vô thay mà hết hàng rồi. Thôi để tí em khắc phục được, em khắc phục, ok nha. Đồ xe mua mà thấy ít rửa giấy quá. Xe này còn rất mới, xe này mấy ngàn audio rồi biết, xe này 3.200, để này kéo xuống, 3.200 audio, đây có cái dây hở thịt trong á giống tiện, có cái dây hở thịt trong á đó, có một dây. Ồ, dây màu gì em? Dây nguồn à hả? Mấy quấn bằng keo ghê quá, mở hết đây rồi nó quấn kiểu gì cho nó hàn chì hàn đồ lại, dây đồ cắt cho nó bằng phẳng lại. Hello toàn thể anh em thợ máy nhá. Hello mọi người, xin chào mọi người. Cho em xin cái comment được không mọi người? Cho em đọc cái comment cái. Hello nào. Hello. Có nó lên đâu. Hello cái nào. Cả nhà chào nhau cái thứ hai đầu tuần khấn khởi thế nào.
Rồi có một con xe mà tới 4 người làm mà anh em thấy không sao nhanh được. Nó chả khác cái lò mà. Trời, đây 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 đây, tiếp tục. Anh lấy đây anh chụp hình lại. Đây đây đây, chụp hình lại cho anh ấy đi. Đây thấy không? Em mà tin tưởng thợ trước mà em không bắt mong keo người ra nó nguy hiểm cực kỳ đây. Những cái dây này nó hàn lại thấy không? Nó bó lại cho anh không? Nó chập nè, nguồn nè. Rồi, dây này nguồn dây mát này, thấy không? Em mà không tin tưởng em quấn mong keo ra là toang nữa. Đó, đây là nó quấn băng keo em mới gỡ ra đó. Đồ mà nó ẩu vậy mà nó làm mẹ, nó làm để nó làm hết việc mà. Đây, mới quấn băng keo ra này, anh trai này, mới mở ra này. Thấy nó quấn băng keo này, thấy nó ghê quá mở ra. Cái này tí mở ra tiếp. Nhớ không, tin tưởng gì cứ bảo mẹ ok, em ơi đừng sờ vào. Cửa hàng kia mới quấn băng keo, băng keo zin, đủ làm này được thôi. Nè, dây nguồn này, mới dây mát này, xi nhan lá cả này, đồ nó chập vào nhau, loạn quạng đốt luôn cái hộp kia. Nhiều xe chết luôn cả con IC là bình thường, do thợ hết. IC làm sao mà chết được, thợ hết. Mẹ chuột chiếm khoảng 40%, còn thợ phá 60%, nguyên nhân chết IC và chết hộp SU. Chuột nó chỉ chiếm khoảng 3-40% thôi. Cho chuột chiếm 30%, khách hàng chiếm 20%, thợ chiếm 50%, cuối cùng chết IC và SU. Thợ ở đây thôi anh em ơi, thợ ở đây thôi. Còn anh em ở xa làm gì có nhá. Đây mình nói ở đây thôi. Dây nào không phải cắt, bụp. Tháo em cái hộp kia anh trai, em test cái hộp với con còn sống nè. Cái đầu móc đâu rồi anh nhỉ? Cái đầu móc gì hết chưa? Thấy không gì? Cứ đi ăn dỗ ra cái này tự nhiên mở không được hay sao vậy? Ăn dỗ, ăn dỗ gần đây không? Dỗ cho hình ăn á. Mà nãy đẩy vào đây à? Nếu mà đẩy xuống thì... Mà đẩy vào trong hết này thế nó dừng nghỉ trưa đúng không? Chưa vô, nó vô tới đây rồi, thằng đó vô này thứ... Vô đây quá đúng rồi chứ. Vô đây là hợp tình hợp lý rồi chứ. Đây này anh em, những dòng xe đời mới dễ chết mặt IC là ở cái van Epapo này. Đó, dây 12V anh em thấy không? Dây đen nè. Đó, dây còn lại IC dập mát cho nó này. Ở trạng thái 1/3 ga này. Thì lúc này nếu khách hàng không biết ấy, thì hai dây này dính nhau. Đó, dính nhau thì lúc này nguồn và mát nó sẽ chạm nhau thì lúc này nó sẽ chết mặt IC. Những dòng xe đời mới nó mới báo lỗi nha anh em. Đó, đây. Và cái này chắc chẳng còn Epapo nữa đâu. Đồ chuột cắn cho thông với chả hơi hết. Còn không? Thế nào? Bác ơi, dây của bác này. Bác ơi. Rồi. Xe này thì khỏi cần Epapo. Đây, đây. Đây cái ống gió này vào đây. Rồi cái ống này chạy vào trong buồng đốt này. Anh trai này nhìn này. Chạy trong cổ hút này đây. Đó, cái này là do lập Epapo. Đấy, cái này những anh em nào mà chuyên phân tích dâu ấy, bảo xe này tiết kiệm nhiên liệu. Xe ông chú này mẹ nó cái chuột là cắn này chạy vẫn được 50 cây lít. Đó đây. Anh thấy không? Đủ nó cắn, cái này là ống thở này từ đây này. Anh nhìn anh trai nhìn này. Ồ, nó cắn này luôn. Rồi hết thở luôn, cho thở ra ngoài luôn. Đó, xăng này. Cái này này đổ xuống này là ngã này và đồng thời xe sẽ bốc cháy này. Anh ngửi ở đây mùi xăng này, ngửi ở đây, sờ ở đây, ở đây. Phải xăng không? Xăng tưới ra mà. Anh đổ đầy bình là từ đấy nó lên đó đó. Còn cái
Đúng rồi, đây cái lỗ thông hơi này, bây giờ em chỉ cần nghiêng cái nó chạy đây. Cái này nó sẽ vào cái ống này. Đấy. Và ống này sẽ qua cái van này và cái van này sẽ xuống đây này. Và hiện tại nó đang bị đây. Đây, bít này. Đây. Đó, anh thấy không? Thế là anh bây giờ anh nghiêng xe một phát là xăng nó ào ra. Nó ào ra ngoài thì không sao, mà cái này nó dính ở đây là nó chạy xuống nhận áo. Chạy xuống nền áo, thế là nó chạy vào cái buji, anh hiểu không? Đó, thế là nó phẹt. Nguyên nhân cháy là nó đơn giản là vậy đấy. Ừ. Đó. Cái này anh chạy cứ vòng 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 phát là nó xì ra đó. Chẳng hạn như thế. Đấy, mở ra anh có ngồi đây mới biết chứ, nhiều lúc mà khách hàng đi về nhà bảo không phải đâu, đồ xe của anh chị còn ngon lắm, mới mua, mẹ còn zin lắm, mẹ chưa bong tem, zin lắm. Em ơi, anh lấy vợ về nhà khoảng 2 năm nay, vợ anh vẫn còn zin. Bảo lý do tại sao? Bảo tối vợ anh ngủ trên giường, rồi anh thì ngủ dưới đất, 2 năm nay còn zin, nên xe anh cũng còn zin. Nên mở ra chuột nó làm cho hết, hết zin luôn. Tí xong ra cái em rửa em xịt, anh hiểu không? Lấy cái vỏ rửa xe em xịt cho nó sạch sẽ. Nè. Hả? Sợ gì vậy? Có nhiêu? Được mấy tờ cho xanh trong đó? Không, tí anh chuyển khoản chứ. Anh có xài tài khoản không? Ờ, cái này chắc là thiếu rồi. Cái này bao nhiêu? Cái này 230. À, anh đi đám dỗ mà, chứ đâu có mang tiền nhiều. Trừ khi chúng ta đi hát hò ấy, chúng ta đi tăng 2 mới mang châu xanh đi, để đi ăn đám dỗ mà. Không sao, để hôm nay tí nữa tới đây mà quen biết ai ở đây cứ ok rồi đã, cứ làm quan trọng nó xong rồi đã. Tiền mà anh, giờ thiếu thì tí nữa cũng có, không có gì hết. Không, tí em cho anh cái xe, anh ăn cơm chưa? À, anh mới đi gió về nhở. Tí em cho mượn cái xe, anh chạy. Bọn em chưa ăn gì này, phục vụ ăn giờ mấy giờ? 1 giờ mới vào khoảng nửa tiếng. Thôi đi ăn cơm đi, chưa ăn cơm đi. Một đứa lại ở làm đi mua cơm về Dũng. Chứ ngồi đây mẹ 2 giờ chưa xong xe này đâu. Xe này khách hàng đi ăn gió về nhà thì không mở núm khóa nha anh em. Rồi thì vào đây không mở núm khóa là tiện thể rồi, nhìn thấy chuột đồ tháo ra làm cho nó ngon lành tí. Đó, anh em làm xe khách hàng, những dòng xe đời mới anh em thấy ở đây nó chưa chạm này, thì anh em mở ra anh em bọc lại cho khách hàng này. Nó chạm đây là chết mặt IC nha. Đây, nguồn 12V dây đen này. Có nhiều dòng xe là đen và đen sọc trắng. Và dây này sẽ là dây cam sọc đen, sẽ là IC cập mát cho cái van này. Đấy, để nó mở thì vô tình hai dây này nó chạm nhau thì đương nhiên sẽ chết mặt IC. Nhưng nó chỉ báo đèn chất thôi, còn không liên quan gì tới lận đề và khởi động hết nha cả nhà. Mọi người thấy chia sẻ được không? Đấy, nó phải chuẩn kỹ thuật. Còn là hiểu sâu thì không hiểu được. Còn riêng những cái dòng xe này không cho phép nó được hàn. Dù chết CKB liên tục cũng không được phép hàn. Đồ con xe được sản xuất zin này mà nhiều ngày xưa mà Vision mới ra, nhiều các anh em bảo mẹ CKB cứ chết liên tục, nó phải có nguyên nhân chết chứ. Đúng không? Tại sao ra hàng ngàn con mà mẹ chỉ dính khoảng 5-10 con chết CKB liên tục? Phải có nguyên nhân chứ. Nào thì bữa nay làm gì? Làm cái bộ gì? Làm cái bộ gì để lắp đặt vào chống sung CKB, chống tá lả gì biết. Mẹ cứ zin mà chơi thôi anh em ạ. Đừng có lắp đặt thêm cái thiết bị gì cả.
Xe này có phụ nữ đi không anh? Giờ đi bảo về nhà tắt bỏ công tắc này nhá, đừng có hoạt động cái ở trạng thái mà dừng đèn xanh đèn đỏ, anh bị dừng nó tắt không? Anh có bao giờ cảm nhận được cái công tắc bao giờ chưa? Anh về nhà anh tắt bỏ trạng thái nó rất nguy hiểm nhá. Để nó dừng đấy, để nó tắt đó. Tắt xong rồi lúc này anh không cần đề, anh kéo vặn tay ga lên là nó nổ đúng không? Anh tắt bỏ công tắc đây đi, bởi vì nó rất nguy hiểm. Anh hiểu không? Không, trong khi là ví dụ là mình đi đứng đèn xanh đèn đỏ nó dừng. Đó, dừng lại. Nếu anh đi thì được, nếu mà chị Gà đi thì tốt nhất bảo chị nhà tắt bỏ công tắc đây đi. Tắt bỏ công tắc đây đi, không nó nguy hiểm. Lỡ may mà bạn đồ lâu ngày gặp nhau người ta vui đùa hoặc là có chén bia chén rượu người ta vỗ cái tay lái anh này. Thế lúc đấy anh quýu lên đúng không? Anh kéo ga lên đúng không? Cứ vậy nó phi hết. Tắt bỏ đi. Xăng thì không lợi bao nhiêu đâu mà thấy mẹ răng ra đi ấy, anh hiểu không? Cái trạng thái có rất nhiều người mà rớt răng còn mối hàm ở lại không? Nên là tắt bỏ công tắc đi, có nhiều người người ta rút bỏ công tắc luôn, không sử dụng cái đó nữa. Thích là anh tắt khóa. Đúng không? Thích là anh khởi động đề lại. Còn cái này nó tắt ở trạng thái anh im ru mà. Khi nào mà anh chạy anh lên ga đúng không? Là anh chạy nó rất nguy hiểm. Lỡ may một thằng bạn nó ghé, ôi hello, thế là nó vỗ lưng ăn chát cái ăn cuống lên, thế là ăn vặn tay ga, vậy là ăn đẩy mẹ đằng trước đi hết. Nhất là trẻ con, có nhiều bà mẹ mà dựng ở tạp hóa, con chạy vào mà mua đồ tạp hóa ở ngoài này tự động nó dừng, khi mà nó bước lên nó cầm cái tay ga đó, thế là nó vét đi cái là nó kéo hết cả hai mẹ con đi, cực kỳ nguy hiểm. Mẹ tiến ra cái ông Honda sản xuất cái ở trạng thái dừng Alenchit top như có một con dao hai lưỡi. Rồi về nhà anh em thợ với những thầy bà trên mạng nào thì phân tích hoạt động Alenchit top. Độ nào thì xe này mất Alen. Nào thì thầy này bảo Alen là phải học như thế này này. Mẹ cuối cùng giết dân hết. Mẹ sang thì chẳng lợi bao nhiêu mà thấy mẹ bể dần áo, cong chặng ba mới đi nhập viện hết. Xăng vừa rồi lên gần 40.000 lít thì chẳng ông nào kêu. Mà cứ quan trọng tiếc gì cái hoạt động Alen Sheet Top. Tiết kiệm đâu được vài giọt xăng. Đúng không anh em thợ máy? Đúng cho cái ok mà sai thì comment ở phía dưới, mai không nói nữa. Cái kia tí nó xẻ ra cơ, xẻ ra là câu dây ngay gì đó. À. Này có gì đâu, nó còn dây điện đây mà. Cái này mà em làm được ngay, mẹ em hàn phát bỏ dây giúp vào trong cũng được ngay. Cái pha đèn này nó đòi thay, cái đuôi đèn này nó đòi thay của anh bao nhiêu tiền? 600 mấy, tí anh đưa em được 100 ngàn không? À. Em làm ok luôn, bao ăn luôn 100 nghìn, ăn rẻ được 500. Rồi, em làm cho anh bao phê, sheet top đầy đủ 100, lấy riêng cho đó là 100 nghìn. 600 lợi nhuận có 500, hai cắt lựa chọn, một là 100, hai là 600. Tự nhiên bỏ 600 ngàn phí, nó bể anh mới thay chứ. Còn làm được một người thợ chuyên môn người ta vẫn làm được chứ. Tự nhiên lợi nhuận có 500 nghìn, tối về nhà dắt chị nhà, con cái đi ăn cái lẩu bò. Lẩu dê, làm ít tiết dê cho nó mát. Cái nào giống thượng đấy nhỉ? Hả? Sao? Hút của người đây vậy? Thì sao hút của? Mùi á. Ờ. Thôi xin chào anh em nhé, mình đi ăn cơm trưa rồi đã. Đói bụng quá mọi người. Đói bụng.
Rồi hello chào anh em nha, đói bụng quá. Đi ăn cơm ơi, chúc mọi người thứ hai đầu tuần vui vẻ nha, không có cái gì cả, chiến lược. Bye bye mọi người.